Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị nha anh em. Đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng: 0818 60 60 60. Và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em: 0902 060 151. Ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra, anh em nào muốn mua trả góp thì bên em có hỗ trợ cho anh em góp thông qua căn cước công dân. Thủ tục rất dễ dàng, không thẩm định tài chính và không gọi người thân. Chỉ cần anh em không dính nợ xấu, và đối với nam thì trên 21 tuổi, đối với nữ là trên 18 tuổi là anh em đã góp được nha. Và góp trực tiếp bên shop em chứ không có góp được online nha. Còn anh em nào muốn góp qua thẻ tín dụng thì bên em có hỗ trợ cho anh em góp thông qua cái máy quẹt thẻ MBOX. Đó thì sẽ bị mất cái phí chuyển đổi nha anh em. Còn anh em ở xa thì em gửi link cho anh em thanh toán. Sau khi thanh toán xong thì em sẽ miễn phí ship đến tận nhà, rất là nhanh chóng nha anh em. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc, chế độ bảo hành cũng như là chương trình trả góp và miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Thì mỗi ngày em đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone anh em hiện có nha. Anh em nào đam mê công nghệ mà xem được clip này thì nhín lại một ít thời gian cho anh xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Thì đầu clip ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em những con máy lẻ lẻ em thu khách với giá thành khá là hợp lý nha anh em. Phần sau của clip thì sẽ là full dòng Samsung và những con máy iPhone nha. Cây đầu tiên thì em thanh lý cho anh em một con Samsung Galaxy Z Fold 3, giá chỉ có 2,4 triệu thôi anh em. Đó, giá này thì chỉ bằng một cái màn hình ngoài thôi nha. Tình trạng con này thì ngoại hình cũng còn tạm ổn, không được đẹp nha anh em. Đây, nó trầy xước phẩy như thế này. Nói chung là khá ổn, cây này thì em thu của khách lên đời. Tình trạng con này là đã bị hư cái màn hình trong nha anh em. Đây, màn hình trong nó bị hư, thì chỉ có xài được cái màn hình ngoài thôi. Đó, màn hình ngoài thì nó cũng có bị trầy nha anh em. Đây, nó bị trầy xước cũng khá sâu đây. Chỉ có vậy thôi, còn màn hình ngoài thì xài ok nha. Con này em thanh lý cho anh em nào muốn trải nghiệm dòng Samsung Galaxy Z Fold 3. Màn hình trong hư nha anh em, lưu ý. Đó, màn hình ngoài thì ok, bình thường, chỉ có bị trầy một đường thôi. Con này là phiên bản Việt Nam nha anh em. Hai SIM vật lý, RAM 12, bộ nhớ 256, chạy chip Snapdragon 888. Pin của dòng Fold 3 này thì là 4400 mAh. Đó, mọi chức năng sử dụng bình thường, chỉ có hư mỗi cái màn hình trong thôi. Đó, anh em để về dùng hoặc là có thể đi thay cái màn hình trong để xài nha. Đó, em thanh lý cho anh em với một giá 2,4 triệu nha anh em. Con này thì em thanh lý cho anh em mấy trần thôi và miễn phí ship cho anh em, tặng thêm cho anh em một cái ốp lưng nữa nha. Rồi, 2,4 triệu cho con Fold 3, giá thành thì khá là hết hồn nha anh em. Đó, giá thành này chỉ có bằng có cái màn hình ngoài thôi. Đó, những linh kiện này kia nọ là không có tính nha. Rồi, 2,4 triệu xài bình thường, chỉ có hư mỗi cái màn hình trong thôi anh em. Tiếp theo là em lên một con máy cực kỳ là hiếm luôn em. Đây là phiên bản Note 20 Ultra, đặc biệt bộ nhớ 512GB nha. Đó, rất lâu rồi em mới có về được một cây như thế này. Ngoại hình thì tầm khoảng 97%. Đây, sườn nó có bị trầy xước và phẩy ngay góc như thế này nha. Tầm khoảng 97% thôi, không có được đẹp lắm nha em. Trầy xước nhẹ và phẩy nhẹ. Nói chung nhìn cũng rất là được mắt, chứ không đến nỗi mà xấu tệ nha em. Màn hình thì đẹp keng sờ beng, long lanh, không bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết. Nói chung đây là một con máy chuẩn, em thu khách ở tận Bến Tre luôn anh em. À, ở Long An chứ em nói hơi nhầm. Khách này khách quen thì máy khách đang dùng cực kỳ là ổn định. Đó, em thu đổi và lên cho anh em một con máy khá là hiếm. RAM 12, bộ nhớ khủng long 512GB nha. Lâu lâu em mới có được một cây thôi anh em. Phiên bản Mỹ thì dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Con này chạy con chip ROG Snapdragon 865 Plus nha anh em. Pin thì là 4500 mAh. Đó, dòng Note. Đây là dòng cuối cùng dòng Note của Samsung nha. Đó, Samsung bỏ mẫu rồi, không có sản xuất nữa. Cho nên những con máy này thì là những con máy cuối cùng thôi anh em. Một chức năng sử dụng bình thường, bảo hành 3 tháng cho anh em, tặng sạc cáp và một cái
úp lưng, miễn phí ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như đẹp như thế này thì anh em mới thanh toán nha. Đây nó bị phẩy một vết ngay cái chỗ này anh em. Đó, còn xung quanh còn lại thì nó trầy trầy nhẹ nhẹ thôi. 97%, 8.500.000 cho con này nha anh em. Nó mắc hơn em đang bán là bản 25128 thì em đang bán là 7.800.000 anh em. Con này thì 8.500.000. Đó, mắc hơn 700k nha. 8.500.000 cho một con máy duy nhất anh em. Samsung S20 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ. Con này thì màn hình nó bị lưu ảnh nhẹ. Em cũng thu lại cho một bác ở bên quận 4 nè anh em. Nó ngoại hình thì đẹp nha, đẹp 98-99%. Màn hình nó bị lưu ảnh nhẹ nha anh em. Đây, lưu ảnh như thế nào thì em sẽ quay chi tiết cho anh em xem cái phần lưu ảnh nha. Đó, nó lưu những cái chữ nhỏ nhỏ này nè. Nói chung rất là khó thấy nha anh em. Đó, trong quá trình anh em xài thì không có thấy được. Thì em bán em sẽ cố gắng báo chính xác tình trạng cho anh em. Đây, nó lưu những cái chữ nhỏ nhỏ trên đây nè. Nói chung là không có quay, không có thấy được anh em ơi. Đó, anh em chỉ để ý là nó hơi bị lưu ảnh nhẹ thôi. Thì khi anh em soi thật là kỹ mới thấy được lưu nha anh em. Chứ trong quá trình anh em dùng thì chắc chắn là sẽ không thấy được cái lưu rồi. Đó, bên em bán thì báo chính xác, anh em yên tâm về chất lượng nha. RAM 12, bộ nhớ là 128, chạy chip Snapdragon 865. Phiên bản Mỹ thì dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Pin dòng này khá là trâu bò, 5000mAh nha anh em. Và cụm camera zoom xa lên đến 100x luôn nha. Đây, camera cực kỳ là khủng luôn. Đó, em zoom con Oppo Reno 10 nè. Đó, rất là xa luôn nha anh em. Rồi, mức giá thì 5.600.000 thôi anh em. Dùng được 2 SIM. Con này thì khách đang dùng. Bọc keo nguyên cây và dán luôn cả cái màn hình rồi. Đó, anh em về chỉ cần gắn SIM là sử dụng thôi. Em miễn phí ship đến tận nơi cho anh em nha. 5.600.000. Còn cây phiên bản Hàn Quốc này thì em sẽ bơ lên với giá là 5.800.000. Đó, bản hàng thì sử dụng được có một SIM thôi. Và bộ nhớ nó gấp đôi bản Mỹ nha anh em. 256GB. Màu xám, ngoại hình thì con này thì khá là đẹp luôn. Đó, cái này thì cũng thu lại của khách nè. Khách đang dán keo bình thường hết trơn rồi. Về chỉ anh em chỉ gắn SIM là dùng thôi. Không cần phải làm gì thêm. Đó, con này thì màn cũng đẹp nha. Nó hơi bị ám nhẹ ở cái thanh công cụ như thế này. Nói chung không thể nào quay cho anh em thấy được. Đây, em quay sát camera luôn nè anh em. Hơi ám nhẹ phân tần xíu xiu ngay khúc này thôi. Còn lại là bình thường hết nha. Nói chung này cái này ám như là không ám nha anh em. Cấu hình thì cũng giống như là bản Mỹ, nó chỉ khác biệt duy nhất là nằm ở cái phần bộ nhớ anh em, 256GB và chỉ sử dụng một SIM. Bù lại thì bản hàng anh em có thể xài được chức năng là ghi âm cuộc gọi nha. Đây, đó, ghi âm giống như là bản Việt Nam. Nó có nhiều, rất là nhiều anh em thích cái chức năng này. Mình có thể nghe lại những cái cuộc gọi trước đó mà mình đã thực hiện nha anh em. Toàn ngoại hình đẹp, 98-99%, ám nhẹ thôi, không đáng kể. 5.800.000 cho con này nha anh em. Đó, giá 5.800.000. Tiếp theo là một con Oppo Reno 10 phiên bản chính hãng Việt Nam màu xanh. Ngoại hình con này thì đẹp like new luôn em. Đẹp keng spang, không có bị tì vết, không cấn, không mấp gì hết luôn nha anh em. Đó, đang có miếng dán sẵn luôn. Con này là hàng chính hãng Việt Nam, 2 SIM vật lý, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256. Con này còn bảo hành chính hãng cho tới tháng 10 năm 2024. Dòng Reno 10 này phải nói là pin siêu châu bò luôn em. Anh em xài 1-2 ngày vô tư luôn nha. Giá em bán là 5.400.000. Đó, tặng thêm anh em sạc cáp và một cái ốp lưng, miễn phí ship toàn quốc cho anh em. 5.400.000 nha. Samsung S22 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ màu trắng nha anh em. Con này thì khách cũng đang bọc keo nguyên cây rồi. Anh em không cần phải làm gì thêm. Đó, kể cả có dán màn hình luôn nha. Tình trạng con này thì nó hơi bị xước màn xíu anh em. Nó xước một đường như thế này thôi. Còn lại là ok hết nha. Ngoại hình thì cũng 97-98% thôi. RAM con này là 8GB và bộ nhớ trong là 128, chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 nha anh em. Bản Mỹ thì đời cao cho nên dùng được 2 SIM thoải mái đây, một vật lý và một eSIM nha anh em. Pin thì là 5000mAh, được trang bị thêm một cây bút X Pen nữa nha. Đó, zoom xa 100x luôn. Giá hôm nay chỉ có 9.700.000 thôi anh em. Mức giá này là khá tốt cho một siêu phẩm đầu bảng năm 2022 nha. 9.700.000 S22 Ultra. Tiếp theo em thanh lý cho anh em một cặp Note 20 Ultra, cũng đều là phiên bản Hàn Quốc hết anh em. Một cây 5.500.000 và một cây 6.600.000 nha. Ngoại hình cặp này thì khá ổn, tầm khoảng 98%. Đó, cây đen 98 và cây màu đồng thì anh em dễ tính thì đạt 99% luôn nha. Nói chung là ngoại hình còn quá ổn cho cặp này. Cây màu đen thì nó bị phẩy phẩy ở góc xíu nè anh em. Đó, không được đẹp bằng con màu đồng nha. Nói chung là em bán theo cái ngoại hình và tình trạng máy. Con này thì nó bị hở sáng nhẹ ở mép viền trên. Đây, mép viền trên như thế này.
trong quá trình anh em xài thì vô tư vi vô luôn, không có bị không có nhìn thấy nha. Đó, cái đây là lỗi của nhà sản xuất anh em, chứ không phải là cái màn hình nó bị lỗi nha. Rồi, chỉ có vậy thôi. Bản hàng RAM 12, bộ nhớ 256, giá thành 5.500.000 thôi anh em, chỉ bằng với một con S21 Plus thôi nha, giá 5.500.000. Còn cây màu đồng này đẹp hơn, thì nó cũng bị hơi ám nhẹ ở cái bị hở sáng anh em. Đây, vì hở sáng nhẹ cái viền camera nè, trong quá trình xài thì cũng không có thấy được gì hết. Chỉ có vậy thôi anh em. Rất là nhiều con Note 20 Ultra bị nha, cho nên em ít có nhập dòng này về bán. Thì em chỉ nhập những con máy màn đẹp thôi. Rồi, do là những cây này em thu lại của khách, cho nên em thanh lý cho anh em với giá thành khá là tốt anh em ơi. Đó, RAM 12, bộ nhớ 256 nha. Ngoại hình đẹp, 6.600.000 cho con này nha anh em. Toàn sạc cáp và miễn phí ship, vẫn bảo hành cho anh em là 3 tháng thoải mái nha. Mức giá này thì khá tốt cho một siêu phẩm Note 20 Ultra nha anh em. Tiếp theo thì em lên cho anh em một siêu phẩm iPhone 13 Pro Max màu xanh quân đội. Ngoại hình đẹp 98%. Bộ nhớ trong là 256 nha anh em. Em lên với giá là 14.900.000. Đó, phiên bản này là phiên bản chính hãng Việt Nam. Ngoại hình thì viền nó có trầy xước nhẹ thôi, không cấn không móp nha. Trầy nhẹ nhẹ cũng không đáng kể lắm. Đi vào chi tiết con này như sau. Đây, phiên bản FINA Việt Nam. Con này báo màn hình linh kiện Apple chính hãng nha. Đó, con này thì Apple đã thay vào tháng 2 năm 2023. Bao anh em là màn zin chính hãng của Apple nha. 256GB, một sim vật lý và một eSIM. Con này thì pin 87%, được tặng thêm một cây hộp zin theo máy luôn nha anh em. Đó, một sim vật lý và một eSIM. Đó, dòng 13 Pro Max này thì em sẽ hỗ trợ fit màn hình xanh trắng cho anh em. Lỡ như sau này anh em có bị xanh màn hình hoặc là trắng màn hình nha, hoàn toàn miễn phí. 14.900.000 cho phiên bản 256GB nha anh em. Tiếp theo thì em lên tiếp một cây 13 Pro Max nữa. Con này thì là màu trắng, cũng có hộp zin kèm theo máy luôn em. Ngoại hình thì đẹp không có gì để chê rồi, đẹp ken sà beng luôn nha. 99%. Đó, bộ nhớ 128GB. Con này cũng là hàng chính hãng Việt Nam. 14.600.000 cho một con máy cực kỳ đẹp luôn em. Nguyên zin, chưa từng bung luôn nha. Pin 86%, xài phải nói là rất là trâu bò. Đó, em đang dùng một cây 13 Pro Max pin 84 luôn em, mà em xài thì rất là nhiều nha, cũng gần một ngày. Đó, em xài thì hầu như là liên tục từ 8 giờ sáng cho tới 7-8 giờ tối luôn. Pin rất là trâu nha. 14.600.000 cho một con máy màu trắng khá là hiếm hàng trên thị trường luôn em ơi. Đó, đẹp ken sà beng luôn nha, đẹp xuất sắc luôn. 14.600.000 cho con này. Tiếp theo thì em lên cho anh em dòng 14 Pro Max phiên bản chính hãng Việt Nam màu tím. Con này pin 89%, giá 20.300.000. Con này thì có bóc zin kèm theo máy luôn nha anh em. Nó tặng kèm cho nó đẹp. Ngoại hình con này thì dễ tính anh em, 99% thoải mái luôn. Không cấn không móp, chỉ là lâm dâm chấm chấm xíu xiu ở sườn thôi, không đáng kể lắm nha. Cực kỳ là đẹp, màn hình đẹp long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết nha anh em. Pin 89%, đây là phiên bản chính hãng Việt Nam VNA. Một sim vật lý và một eSIM nha. Con này email 99, nó email này là tới cổ đỉnh luôn em. Nói chung không có gì để chơi con này. 20.300.000 cho con này nha, giá 20.300.000. Còn em muốn xài một con máy cũng là 14 Pro Max nhưng mà không có hộp thì rẻ hơn là 400k nha anh em. Đó, con này thì ngoại hình cũng quá đẹp rồi, 98-99%. Chỉ nhâm nhẹ cái nút gạt rung thôi, còn lại là đẹp hết. 19.900.000 nha, cũng là phiên bản chính hãng Việt Nam, một sim vật lý và một eSIM. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ khủng long 1TB là 1024GB thì em còn một cây phiên bản Mỹ đây. Con này thì em lên là 23.900.000, pin zin cao 90% nha anh em. Đó, ngoại hình thì quá nét rồi, đẹp 99% luôn. Đang bọc keo nguyên cây, anh em không thích thì có thể lột ra để kiểm tra ngoại hình thoải mái nha anh em. Nó cây này thì em thu lại của khách quen cho nên em không có lột cái dán BBF. Pin zin cao 90% nha. Đây, đi vào chi tiết con này luôn nè anh em, không có báo gì hết. 1TB bộ nhớ trong quá là khủng long. Không giới hạn SIM là bản quốc tế. Và phiên bản Mỹ thì anh em không có chỗ để gắn SIM nha anh em. Chỉ xài được 2 eSIM thôi. eSIM thì anh em cầm căn cứ công dân ra, ngoài nhà mạng anh em đang dùng để add vào, rất là nhanh nha anh em. Chi phí thì 25-35k gì đó thôi, không có mắc lắm nha. 23.900.000 cho bộ nhớ 1TB nha anh em. Tiếp theo là một con 13 Pro. Con này thì em thanh lý cho anh em với giá chỉ có 10.500.000 thôi. Đó, bộ nhớ 256GB. Tình trạng con này là đã thay màn và thay cam. Tất cả những cái linh kiện này đều là zin bốc máy từ máy khác sang.
đó, anh em xài chữa cháy là quá ngon. Chất lượng thì em bao cho anh em 3 tháng thoải mái dùng nha, 10.500.000. iPhone 13 Pro Max màu xanh blue Sierra em còn được một cây. Con này thì ngoại hình đẹp nha anh em, 98% hơn. Đó, ngoại hình con này thì quá đẹp rồi. Tình trạng là màn hình nó bị trầy nè. Đây, nó màn hình trầy một vài vết nha. Đó, một vài vết như thế này thì anh em về dán cường lực là dùng, chỉ có vậy thôi. Con này thì em thu lại của khách sau khi đã kiểm tra thì là màn zin, men zin và vỏ zin luôn nha anh em. Pin thì khách đã thay new rồi, nhưng mà không sạc cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt và cũng không có phần trăm pin luôn nha anh em. Sạc mới có mười mấy lần thôi, vẫn là pin 100% nha. Đó, đầy đủ hết tất cả các chức năng. Em thanh lý 12.900.000 nha anh em. Giá này thì rẻ gần bằng như là con 12 Pro Max nhiều nơi đã bán thôi anh em. Đó, 13 Pro Max cực kỳ chất nha. 12.900.000. Còn cây 12 Pro Max này thì em thanh lý với giá chỉ có 10.900.000 thôi anh em. Đó, màu trắng rất là đẹp nha. Ngoại hình thì con này thì quá nét rồi, đẹp 99%. Tình trạng con này là màn hình zin đã qua ép kính nha anh em. Đó, đã qua thay kính thì màn zin ép kính, màn zin ép kính nha anh em, lưu ý nha anh em. Còn vỏ này kia nọ là mọi chức năng sử dụng bình thường, bảo hành cho anh em là 3 tháng. Pin con này còn được 91%, đây là cục pin zin máy nha anh em chứ không phải là pin thay. Xài rất là trâu luôn, bao cho anh em con này là quá là trâu bò. Đó, phiên bản LLA quốc tế Mỹ, một sim vật lý và một eSIM. Đây, ép kính thì cũng không ảnh hưởng gì hết anh em. Đó, cảm ứng này kia nọ là ok, ngon lành, bảo hành 3 tháng cho anh em mọi chức năng luôn nha. Rồi, chỉ có 10.900.000 cho một con máy màu trắng siêu đẹp luôn anh em ơi. 12 Pro Max 128GB phiên bản quốc tế Mỹ nha. Một vật lý và một eSIM. iPhone 11 thường màu vàng quá đẹp. Con này em thanh lý với giá là 4.900.000 thôi anh em. Đó, tình trạng là màn hình nó hơi bị ám nhẹ. Ám cũng rất là nhẹ thôi. Trong quá trình anh em xài thì chắc chắn là không có thấy được cái ám luôn nha anh em. Đó, em bán thì em thu máy báo giá, báo tình trạng rất là kỹ lưỡng. Đó, ám nhẹ thôi. Màn hình LCD của 11 thì hay xuất hiện cái tình trạng ám khi anh em sử dụng lâu nha. Pin con này thì pin zin 86%, một vật lý và một eSIM, thanh lý với giá 4.900.000 nha anh em. Còn cây XS Max 256GB này tình trạng là màn hình zin cũng đã qua ép kính, pin đã thay new 100%. Em bán với giá là 5.600.000 nha. Đó, giá 5.600, màu trắng thì quá đẹp rồi. Đẹp 99% luôn. Cảm ứng này kia nọ thì vẫn bảo hành cho anh em là 3 tháng vô tư nha. Con này ép kính rồi nè, em cảm test cảm ứng cho anh em nào vô tư ngon lành luôn nha. Rồi, 5.600 nha anh em. iPhone XS 64GB em còn được đúng một cây màu đen. Em thanh lý 3.900.000, pin zin 86%. Sườn con này thì nó nhâm nhiều nha, nó nhâm và trầy xước khá nhiều. Không có bị cấn, không mấp gì hết. Đó, lưng đẹp và màn hình đẹp nha anh em. 3.900.000. Oppo Find X, con này là Oppo Find X thôi, không có gì hết luôn em. Hai sim vật lý, RAM 8 và bộ nhớ là 128GB. Nó cây này thì em bán ra cho khách xài trải nghiệm cũng được chắc 4-5 ngày rồi. Đó, khách mới đổi qua con Fold 4 để lên đời. Thì em bán với giá như lần trước em bán thôi, 2.800.000 nha. Đó, con này thì màn hình nó full view luôn, không có một cái khuyết tật nào ở cái màn hình anh em. Nó không có bị đục lỗ hay là những giống như con máy khác nha. Camera trượt rất là độc đáo. Đây, em mở camera để anh em thẩm định cái camera trượt nè. Đó, nó tắt camera nó trượt xuống lại nè. Anh em đó, thấy không? Đây, em quay mặt sau nha. Đây, đó, nó giờ tắt nè. Rồi tự nó chạy xuống. Đó, Oppo Find X nha anh em. Ngoại hình đẹp 98%, RAM 8GB. Con này xài là quá ngon luôn em ơi. Rất là độc lạ nha. 2.800.000. Samsung S21 Ultra phiên bản chính hãng Việt Nam, màu đen, ngoại hình đẹp 97-98%, sườn chấm li ti, không cấn, không mấp, hai sim vật lý, RAM 12 và bộ nhớ trong là 128GB nha anh em. Phiên bản Việt Nam cho nên dùng được hai sim vật lý và có ghi âm cuộc gọi nha. Pin 5000mAh và camera zoom xa 100x anh em. 7.900.000 cho con này nha. Đó, con này thì em có cái hộp để tặng cho anh em, rất là đẹp. Và thêm sạc cáp cường ấp lưng nữa nha. Con này không có cường lực anh em. Siêu phẩm pin 21.000mAh, em bán với giá là 6.300.000. Ngoại hình đẹp 99%. Em còn đúng một cây duy nhất thôi anh em, không còn nhiều nha. Lúc trước thì em về nguyên một lô mà em đã bán hết rồi.
đầy đủ tiếng Việt và CH Play. Pin con này thì anh em dùng gần như là cả tuần lễ mới sạc pin anh em. Em để cũng khá lâu rồi mà pin vẫn còn y nguyên luôn em ơi. Pin rất trâu nha. Chống va đập và chống nước luôn em. 6.300.000 nha. Thêm một cây màng to pin trâu. Giới thiệu anh em đây là con Mac 20X. Hai SIM vật lý RAM 6 và bộ nhớ là 128GB nha anh em. Lưng thì nó bị tróc thủy vì cái camera như thế này. Và màn hình thì nó bị trầy sức nhiều nha anh em. Đó, con này thì nồi đồng cối đá luôn. Cực kỳ là châu bò, màn siêu to, khổng lồ, 3.400.000 nha, đầy đủ tiếng Việt và CH Play. Samsung S22 5G phiên bản quốc tế Mỹ, bộ nhớ 256GB. Con này thì màn xước một vài đường như thế này đây anh em thanh lý cho anh em với giá là 5.900.000 nha. Đó, giá 5.900.000, ngoại hình đẹp, màn hình xước nha. Samsung Galaxy Z Flip 3 phiên bản chính hãng Việt Nam, em lên với giá là 4.700.000. RAM 8GB, bộ nhớ là 128 nha. Con này chạy chip ROG Snap 888, hàng Việt Nam, dùng được 2 SIM nha anh em, 4.700.000. Samsung S21 Plus phiên bản chính hãng Việt Nam, màu silver, ngoại hình đẹp 99%. Con này nó bị hơi ám nhẹ cái thanh công cụ ở trên đây, còn lại đẹp hết nha anh em, không có bị lưu ảnh gì hết. Đây, ám siêu nhẹ luôn, trong quá trình anh em thật sự mà soi mới thấy được anh em, chứ em quay cận cảnh thì không có thấy được nha. Nói chung cái này lướt được thoải mái, ám như là không ám. Đây là phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. RAM 8, bộ nhớ 128GB, chạy chip Exynos nha. Này bản Việt Nam, 2 SIM vật lý, có ghi âm cuộc gọi, pin siêu trâu bò luôn em, 4.800mAh, ngoại hình quá đẹp nha. 5.600.000. Samsung S20 FE 5G phiên bản 2 SIM vật lý, RAM 6 và bộ nhớ 128GB. Ngoại hình con này thì còn khá ổn anh em, tầm khoảng 98% hơn. Không cấn không mấp, nó chỉ lâm dâm nhẹ, không đáng kể lắm. Màn hình nó bị xước một vết ở trên đây, cho nên em thanh lý với giá 4.100.000 nha anh em. Con này thì xài phải nói là siêu bền bỉ theo thời gian và pin cũng rất là trâu bò, 4.500mAh nha. 4.100.000. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em những dòng Samsung nha. Đầu tiên thì em lên cho anh em dòng Samsung S23 Ultra. Đây là những siêu phẩm mà cực kỳ là hot thời điểm hiện tại luôn em. Khá là hiếm hàng để mua được máy cũ đẹp nha anh em. Thì đây là một cặp hàng chính hãng Việt Nam, bộ nhớ 256GB, một cây hết bảo hành và một cây còn bảo hành tháng 8 năm 2024 nha anh em. Mức giá em bán lần lượt là 16.300.000 và 16.800.000. Đó, em review trước cho anh em một cái cây còn bảo hành tháng 8 nha. Đó, màu đen rất là đẹp luôn. Con này thì ngoại hình đẹp 99% nha anh em. Đó, ngoại hình thì không có điểm nào để chê rồi. Đó, màn đẹp, sườn đẹp và lưng đẹp. Cấu hình con này như sau. Đầu tiên là về màn hình. Đây, kích thước màn hình con này thì 6,8 inch nha anh em. Tần số quét thì đương nhiên là 120Hz. Hiển thị con này là 2K cộng nha, cực kỳ đẹp và sắc nét. Cấu hình là RAM 8, bộ nhớ 256GB nha anh em, chạy chip Snapdragon 8 Gen 2. Con chip này thì rất là mạnh rồi, không có bàn về cấu hình luôn em ơi. Đó, bản Việt Nam thì anh em dùng được 2 SIM vật lý, gắn cả 2 SIM vào chiến đấu luôn nha. Pin dung lượng cao 5.000mAh, dòng này thì quá là trâu bò. Và thêm một cái đặc điểm đặc biệt của dòng Việt Nam, đó là ghi âm cuộc gọi nha anh em. Đó, nhiều anh em rất là thích cái chức năng này. Mình có thể chủ động nghe lại được những cuộc gọi trước đó mà mình đã thực hiện rất là dễ dàng. Đó, camera thì 200MP, khả năng zoom xa con này lên đến là 100m luôn nha anh em. Đó, đồng thời thì được trang bị thêm một cây bút bét. Anh em thích vẽ vời, viết này kia nọ, chụp hình tự động thì có thể chốt ngay con này nha. Đó, con này còn bảo hành thì 16.800.000. Còn cây màu đen này hết bảo hành thì giá là sẽ là 16.300.000. Đó, bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng theo tiêu chuẩn của Samsung luôn nha. Tình trạng con này thì nguyên zin, sườn nó hơi bị trầy xíu xiu ở cái mép dưới như thế này. Còn lại là đẹp hết nha anh em. Đó, màn đẹp, sườn đẹp luôn. Lưng đẹp, không có bị cấn mấp, chỉ trầy xíu xiu ở cái mép dưới như thế này thôi. Cái này thì anh em đi dán BBF lên là bao đẹp luôn. Đó, 16.300.000 nha. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ khủng long hơn thì đây em lên cho anh em dòng S23 Ultra, bộ nhớ 512GB. Đó, cả ba con này đều là phiên bản Hàn Quốc nha anh em. RAM 12, bộ nhớ 512GB. Mức giá em bán cho anh em đồng giá là 16.900.000. Đó, giá 16.900.000 nha anh em. Ngoại hình của ba cái này đẹp nha, 98-99%. Đó, đây là những con máy xách tay từ hàng đem về, vẫn đạt chuẩn của Samsung luôn nha anh em, nguyên zin 100%. Đó, bán máy hàng thì nó sẽ có những áp rác như thế này,
mình có thể giải quyết nó bằng cách nó nhấn giữ icon. Rồi mình có thể xóa nó đi. Là mất nha anh em. Nó xóa luôn những cái app rác. Thì phiên bản Hàn Quốc nó cũng giống hệt như là bản Việt Nam. Cũng có chức năng là ghi âm cuộc gọi, mọi thông số thì cũng giống hệt nha. Duy chỉ khác biệt duy nhất so với bản Việt Nam. Đó là bản Hàn thì cũng dùng được 2 SIM. Anh em một SIM vật lý và một eSIM nha. Đó, bản Việt Nam thì 2 SIM vật lý, rất tiện. Còn bản này thì cũng dùng được 2 SIM luôn em. Nhưng mà khác cái chỗ là anh em phải đi add eSIM vào thì anh em mới xài được 2 SIM nha. RAM 12 lận nha anh em. 16.900.000. Đây em quay tổng quát cho anh em thêm cái phần ngoại hình của ba con này. Nó rất là đẹp nha, trầy xước, nhẹ nhàng thôi. Không đáng kể lắm nha anh em. Đó, anh em mua chọn màu nào thì em sẽ có một clip riêng biệt để quay trước khi anh em chốt cọc nha. Còn anh em chuyển khoản thì em sẽ miễn phí ship. Đó, những anh em nào mà ở gần Sài Gòn thì có thể ghé trực tiếp shop em để lựa chọn những con máy ưng ý cho nó dễ nha. Đây, địa chỉ thì có chạy trên màn hình đây. Rồi, 16.900.000 cho phiên bản 512GB. Tiếp theo thì em cũng vẫn lên dòng S23 Ultra. Đây là những con máy mà bộ nhớ quá là hot luôn em. 1000GB nha. Đó, đây là phiên bản quốc tế Mỹ. Một cây màu xanh nhạt và một cây màu xám. Rất là đẹp luôn em. Cặp này thì ngoại hình đẹp play new như là một cây máy mới luôn em. Không trầy xước và không cấn mớp nha. Đây, bản Mỹ thì nó sẽ có cái anten 5G đây. Nó có sự khác biệt so với bản Hàn và bản Việt Nam nha em. Còn cấu hình thì tương đồng. Khá là giống luôn. RAM thì cũng là 12GB và bộ nhớ trong là 1TB luôn anh em. 1TB là 1024GB nha. Anh em tha hồ mà đổ trữ, không biết sao mà đã cho hết luôn cái bộ nhớ này. Con này thì thích hợp cho những anh em nào mà có lưu trữ những video nhiều nè, còn hoặc là làm YouTube, YouTuber quay TikTok này kia nọ, lưu trữ bộ nhớ khủng long thì chốt ngay con này nha. Em về chỉ được đúng một cặp thôi anh em. Đó, 18.500.000 cho cặp này. Em bán đồng giá nha. Đi vào chi tiết thì nó cũng giống như là bản Hàn Quốc anh em. Một SIM vật lý và một eSIM nha. Dùng được 2 SIM thoải mái. Đây, bộ nhớ nó đây. RAM 12, bộ nhớ 1TB. Thì bản Mỹ sẽ không có chức năng là ghi âm cuộc gọi nha. Anh em lưu ý. Có rất là nhiều anh em hỏi bản Mỹ có ghi âm hay không. Thì em báo luôn cho anh em là tất cả các dòng máy phiên bản Mỹ Samsung thì sẽ không có ghi âm cuộc gọi nha anh em. Nó màu sắc quá đẹp luôn, một cây màu xám và một cây màu xanh. Em bán đồng giá cho anh em là 18.500.000 nha. Giá 18.500.000. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng thấp hơn một tí, đó là dòng S22 Ultra. Đó, em có được hai màu thôi, một cây màu đỏ đô và một cây màu trắng nha anh em. Đây là những con máy mà bộ nhớ cũng quá khủng long, 512GB nha, phiên bản sách tay Hàn Quốc đem về. RAM 12 và bộ nhớ là 512GB. Đó, cặp này thì cũng rất đẹp, đẹp 98-99% luôn em. Đó, sườn thì nó có phải phớt phớt nhẹ nhẹ thôi. Không cấn không mấp, nguyên zin 100%. Đặt chuẩn theo tiêu chuẩn của một con máy cũ nguyên zin nha anh em. Chạy xước rất nhẹ theo thời gian thôi, không đáng kể lắm. Bản Hàn thì sẽ xài là một SIM và có ghi âm cuộc gọi giống như là bản Việt Nam nha. Rồi, cặp này thì em bán đồng giá cho anh em là 11.300.000. Đây là những dòng máy mà xài cực kỳ là bền bỉ theo thời gian anh em. Cấu hình thì chạy chip Snapdragon 8 Gen 1, cũng có boot up band và khả năng zoom xa thì đương nhiên là 100x rồi. Rất là khủng long nha. Con này thì quay phim rất là đẹp luôn em. Có chống rung quang học luôn nha. 11.300.000 cho phiên bản 512GB, phiên bản Hàn Quốc nha anh em. Còn thấp đời hơn một tí thì em lên cho anh em dòng S21 Ultra. Cặp này là phiên bản Mỹ, em có hai SIM, hai màu nha, một cây màu bạc và một cây màu đen. Đó, màu đen thì em bán với giá là 7.800.000 và cây màu bạc đẹp hơn thì em bán là 8.000.000 nha anh em. Đó, trên nhau có 200k thôi. Ngoại hình thì quá ổn luôn, đẹp 98-99%, tùy anh em đánh giá nha. Cái này SIM em để ra ngoài rồi, chút xíu em sẽ gắn vào. Đó, do anh test SIM, em test SIM mà em để quên đó anh em, chứ không phải là không có cây SIM nha, không có cây SIM sao mà xài. Đó là về cái phần ngoại hình, còn đi vào chi tiết cấu hình như sau đây. Đây, màn hình rất là đẹp luôn nha anh em. Tần số quét là 120Hz, hiển thị 2K cộng luôn. Đó, màn này nó to là 6,8 inch nha. Cấu hình mỗi ngày em đều có lên con dòng này, tại vì dòng S21 Ultra này em về rất là nhiều luôn em. Thì em quay tượng trưng hai cây thôi, một cây màu silver và một cây màu đen. RAM con này là 12GB và bộ nhớ trong là 128GB. Con này chạy chip Snapdragon 888 nha.
Bản Mỹ thì chắc chắn là dùng được hai SIM giống như là bản Việt Nam anh em, nhưng mà một SIM vật lý và một eSIM nha. Pin thì 5000 mAh, khả năng zoom xa con này cũng giống như là hai con vừa rồi em mới review, 100 nits zoom xa luôn nha anh em, đó rất là khủng long, quá đẹp luôn nha. Thiết kế thì cầm nắm rất là chắc tay, nó cong trên và cong dưới luôn anh em, 7,8 triệu và 8 triệu đồng nha. Tiếp theo thì thấp đời hơn một tí, em sẽ lên cho anh em dòng S20 Ultra. Đó, đây là một cặp máy mà cực kỳ là hot thời điểm hiện tại, em bán rất là nhiều dòng này. S20 Ultra phiên bản quốc tế, hai SIM vật lý nha anh em. Đó, màu em chỉ về đúng một màu thôi, một màu xám thôi. Ngoại hình thì không có điểm nào để chê luôn anh em, đẹp ken span line new luôn nha. Như là một cây máy mới, không một tì vết luôn anh em, rất là đẹp luôn nha. Cấu hình thì rất là quen thuộc, RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ là 128, con này chạy chip Snapdragon 865. Dùng được hai SIM vật lý, pin 5000 mAh và khả năng zoom xa là 100 nits nha. Đây là một con máy mà zoom xa đời đầu của Samsung, cho nên chất lượng hình ảnh rất là đẹp và sắc nét nha anh em. Màn thì đương nhiên không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết luôn nha. Cầm nắm rất là chắc tay luôn anh em, bảo hành 3 tháng. Và tặng sạc cấp zin 25W cũng kèm theo một cái ốp lưng nữa nha. Đặc biệt bên em sẽ miễn phí ship cho anh em đến tận nhà. Đó, kiểm tra đẹp như thế này anh em mới thanh toán nha. Đó, bên em sẽ miễn phí luôn, rất là dễ dàng. Giá 7,1 triệu nha anh em. Đó, 7,1 triệu em bán đồng giá luôn em. Còn anh em muốn xài S20 Ultra mà giá thành rẻ hơn thì đây em giới thiệu cho anh em phiên bản quốc tế Mỹ nha. Con này thì em bán là 6,2 triệu thôi. Màu xám nha anh em. Ngoại hình thì cũng quá đẹp luôn rồi. Đó, đẹp 98-99% luôn. Phiên bản Mỹ thì cũng chạy con chip Snapdragon 865. Cấu hình là RAM 12, bộ nhớ là 128GB nha anh em. Chạy chip Snapdragon 865, dùng được hai SIM, một vật lý và một eSIM, pin 5000 mAh. Đó, bản Mỹ thì sẽ không có ghi âm cuộc gọi nha. Đây, đó, chỉ có những cái này thôi, không có ghi âm nha. Em đã test full hết rồi trước khi bán cho anh em. Rồi, 6,2 triệu cho phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Tiếp theo em lên cho anh em dòng siêu phẩm Samsung Galaxy Z Fold 4. Đây là những con máy mà em bán mấy ngày nay cực kỳ là hot hàng luôn em. Em về rất là nhiều luôn nha. Lô này thì em nhập ở kho Thế Giới Di Động ra. Đó, toàn là máy full box thôi. Và chỉ có đúng một màu xanh này thôi nha anh em. Đây là những con máy hầu như là rất là ít sử dụng anh em. Đây là những con máy kho nha. Em về ngoại hình đẹp 99%. Còn bảo hành chính hãng 2025 nha. Bao cho anh em bảo hành trên 6 tháng. Đó, sau khi mà kích hoạt bảo hành lên thì có những con nó bảo hành cho tới tháng 3, tháng 4, thậm chí là tháng 5 năm 2024 nha anh em. Đó, em bán thì bao cho anh em bảo hành tới 2025. Bây giờ là tháng 6, gần tháng 7 rồi, còn 6 tháng hơn nữa nha anh em. Đó là về phần ngoại hình. Ngoại hình thì không có điểm nào để chê rồi. Đây, em quay từng chi tiết để anh em xem. Đó, màn hình đẹp nha. Rồi, hiển thị màn hình đây. Đó, không ấm ố hay là lưu ảnh sọc đốm gì hết nha anh em. Màn trong màn ngoài rất là đẹp luôn. Đó, cơ gập này rất là cứng cáp anh em, bật ra là nhẹ nhàng thẳng băng luôn nha. Đó, nói chung ngoại hình thì không có điểm nào để chê rồi, đẹp 99%. Đi vào cấu hình chi tiết của con Samsung Galaxy Z Fold 4 này như sau. RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ 128GB nha. À xin lỗi, em nói nhầm, 256GB anh em, dòng này không có 128 nha anh em. Chạy được hai SIM vật lý, gắn cả hai SIM vào chiến đấu luôn em, rất là tiện lợi nha. Pin thì 4400 mAh, dòng Fold 4 này chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1. Và camera thì cũng rất là đẹp chứ không đến nỗi mà xấu nha anh em. Đó, nhưng mà nó không có đẹp bằng những dòng mà màn hình phẳng của S23, 22. Nếu như con những dòng Fold này thì thiết kế riêng nghiêng về phần giải trí nhiều hơn. Chẳng hạn như anh em xem phim nè, nghe nhạc, đánh văn bản, dùng vọt Excel, nói chung là quá là nhiều những chức năng mà thiên về văn phòng. Thì anh em chốt ngay con Fold 4 này nha. Hoặc thậm chí là anh em mua về xem bóng đá Euro cũng ngon lành, quá ngon luôn em. Đó, có box zin kèm theo máy và tặng anh em thêm một cái ốp lưng cũng như là sạc cấp zin 25W, đúng chuẩn zin luôn nha em. Miễn phí ship hàng tận nhà cho anh em. Đó, em bán đồng giá luôn, 13,800,000 nha. Chỉ có 13,8 thôi, một con máy còn bảo hành chính hãng, anh em tuyệt đối yên tâm sử dụng. Có box zin kèm theo máy nha anh em. Đó, em về rất là nhiều luôn. Hôm qua nay thì cũng được các bác ủng hộ rất là nhiều, thì Hồng Phúc Mobile cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ những sản phẩm
bên em bán ra nha. Bên em bán ra thì có luôn luôn thu lại máy và giao lưu trao đổi luôn nha anh em. Tiếp theo thì em lên một cặp siêu phẩm Oppo Find X3 Pro. Đó, em có được hai màu, màu xanh và màu đen. Đó, đây là cũng là những con máy mà em thu lại từ kho Thế Giới Di Động đem ra, cho nên chất lượng thì rất là đẹp luôn em. Đó, đẹp keng sợ beng 99% luôn nha. Và những con máy này thì phục vụ những anh em nào mà thực sự khó tính, nhìn được cặp máy này cũng phải là chốt luôn nha anh em. Về ngoại hình thì quá đẹp. Đây là những con máy ở kho cho nên hầu như rất là ít sử dụng nha anh em. Đây, màn hình đây đẹp long lanh keng sà beng luôn nha. Màn hình AMOLED, màn hình cong. Đó, con này thì thế mạnh của nó là nằm ở cái camera anh em. Camera thì quá đẹp và sắc nét rồi. Đấy, đặc biệt là cái chức năng là khả năng chụp cận cảnh của nó thì quá đỉnh cao luôn nha anh em. Đó, em quay mà sát bên luôn nè. Nó vẫn bắt nét được mà rất là rõ luôn nha. Đó, camera của Oppo thì quá là mắt và quá đẹp, cũng giống như là Samsung nha anh em. Đi vào cấu hình chi tiết con này như sau. Đó, con này là Oppo Find X3 Pro nha anh em, có 5G. RAM sẽ là 12GB và bộ nhớ trong là 256. Con này chạy chip Qualcomm Snapdragon 888, màn to 6,7 inch nha. Hai SIM vật lý, dòng này thì pin nó sẽ là 4500mAh. Đây, pin 4500 nha anh em. Mọi chức năng sử dụng bình thường, cao cấp. Một con máy hồi lúc mới ra là mười mấy triệu lận anh em, gần 20 triệu như con này. Rất là khủng long nha. Đó, camera 3 mắt giống như là 13 Pro Max luôn em. Màu đen bóng và màu xanh nha. Em có hai màu, đẹp 99%. Cặp này em bán đồng giá là 6 triệu 500 nghìn nha em, 6 triệu rưỡi. Đó, có đầy đủ hộp nè, sạc cấp zin và một cái tai nghe nữa nha. Nói dòng Oppo thì hãng nó có tặng cho mình một tai nghe luôn em. Rất là ngon lành luôn nha, đầy đủ phụ kiện. Có box zin, sạc cáp, tai nghe đầy đủ. Giá chỉ có 6 triệu 500 nghìn thôi anh em. Đó, lô này thì em về rất là nhiều luôn. Đó, anh em thoải mái chốt hàng nha. 6 triệu rưỡi cho một siêu phẩm trà chip Snapdragon 888. Tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em dòng S22 Plus nha anh em. Đây là phiên bản quốc tế Mỹ màu đen. Ngoại hình đẹp 98%. Nó sườn thì nó có chấm chấm li ti nhẹ như thế này. Không cứng không mớp nha anh em. Nó cũng rất là đẹp luôn. Cấu hình thì quá là khủng long rồi. Dòng này thì màn hình phẳng nha, chứ không phải là màn hình cong giống như những con laptop khác. Thiết kế thì quá đẹp. Dòng này pin rất là trâu bò nha anh em, 4500mAh. Nó pin dòng này thì quá là trâu luôn. Dùng được hai SIM, một vật lý và một eSIM. Email con này quá đẹp anh em, 3539 nha. Thần tài luôn. Cấu hình thì RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB, chạy chip Snapdragon 8 Gen 1. Con chip này thì không có gì để bàn rồi. Rất là mạnh mẽ nha anh em. Tần số quét 120Hz siêu mượt mà. Đó, tần số quét là cái này nè anh em. Đó, anh em quét quét mạnh á, nhanh thì nó sẽ chạy theo nhanh, quét nhẹ thì nó sẽ chạy theo nhẹ nha. Cực kỳ là mượt luôn. Camera thì quá đẹp rồi. Tại vì có nhiều anh em hỏi sao em không có review cái camera. Tại vì camera của Samsung thì cũng không có gì để review luôn em. Nó chỉnh thông số này kia nọ là ok hết rồi. Anh em chỉ cần mở camera lên. Đặc biệt anh em trước khi chụp thì lau sạch cái ống kính nha. Nhiều khi nó dính mồ hôi hoặc là dính bụi nó sẽ dơ. Mình lau sạch sẽ xong rồi chỉnh mát độ sáng lên thì anh em cho ra một bức ảnh phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Anh em không cần phải chỉnh gì thêm, đưa lên là chụp thôi anh em. Thì cái em có biết chút đỉnh thì khi mà anh em chụp hình á, tránh tình trạng chụp ngược sáng nha. Chụp ngược sáng có nghĩa là mình chụp nhìn thẳng lên ánh sáng mặt trời thì đó gọi là ngược sáng, nó sẽ không có đẹp. Mình chụp xuôi theo ánh sáng thì nó sẽ đẹp nha anh em. Đó là kinh nghiệm nhỏ thôi, em cũng không có rành chụp hình lắm nhưng em chỉ biết vậy thôi anh em. Rồi, con dòng này thì em sẽ bán cho anh em với giá là 7 triệu 500 nghìn nha. Đó, giá 7 triệu rưỡi cho Samsung S22 Plus phiên bản Mỹ nha. Còn con màu tím này thì là con S22 5G phiên bản chính hãng Việt Nam anh em. Ngoại hình quá đẹp và quá nét, đẹp 99% luôn nha. Con này thì này là đang bọc keo nha anh em. Anh em không thích thì có thể lột ra thoải mái. Ngoại hình đẹp 99% nha. Đây, cái này là miếng keo nha. Đó, anh em không thích thì có thể lột ra. Bao đẹp cho anh em 99%, không trầy xước và không cứng mớp nha. Phiên bản Việt Nam, hai SIM vật lý, RAM sẽ là 8GB và bộ nhớ trong là 128. Con này pin 3700mAh nha. Pin thì vừa đủ dùng. Hai SIM vật lý và có phần ghi âm cuộc gọi nha anh em. Đó, bản Việt Nam thì em hay review với chức năng này. Bản Mỹ thì sẽ không có nha. Bản Hàn thì có anh em. Rồi, giá thành thì 7 triệu 200 nha.
Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em siêu phẩm dòng Note cuối cùng của Samsung, đó là siêu phẩm Samsung Note 20 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ, em còn được màu đen thôi anh em. Ngoại hình đẹp nha, 98-99%, nó chỉ lâm dâm nhẹ nhẹ như thế này, không cấn không mấp, nói chung chuẩn đẹp trên 98% nha. Dòng này thì có cây bút Apple, nó được thiết kế cực kỳ là nam tính anh em, cầm nắm rất là chắc tay nha. Đây, quá là đẹp luôn, màn hình thì đẹp keng, không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết anh em. Cấu hình thì RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ 128 nha. Chạy chip Snapdragon 865 Plus, pin thì 4500mAh. Mức giá em bán 7.800.000 cho dòng Note nha anh em. Dòng này thì nam sử dụng sẽ nhiều hơn là nữ, tại vì thiết kế cực kỳ là ngon phức. Màn hình siêu to khổng lồ 6.9 inch nha anh em. Đó, 7.800.000 cho phiên bản Note 20 Ultra. Dùng được 2 SIM luôn nha. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em những dòng iPhone bên em hiện có nha. Em sẽ review trước anh em một cặp iPhone 12 thường, bộ nhớ 128GB. Màu sắc quá đẹp luôn, một cây màu xanh mai và một cây màu tím nha anh em. Đó, quá là đẹp, ngoại hình đẹp keng sờ beng luôn. Một cây vỏ zin và một cây là vỏ thay mới nha. Cả hai con này thì pin đều đã được thay new 100% rồi. Có sàn cổ cáp cho nên có phần dung lượng trong phần cài đặt bình thường nha anh em. Đó, pin thì em tắt nguồn rồi. Khi nào anh em mua thì em sẽ test lại một lần nữa và sạc đủ pin cho anh em. Và mức giá em bán cặp này thì sẽ là 7.900.000 nha. Phiên bản quốc tế chuẩn, một SIM vật lý và một eSIM. Bao anh em màn hình zin, men zin nha. Một cây màu tím này là vỏ zin anh em. Đó, còn cây màu xanh này thì là vỏ thay. Đó, nói chung nhìn không có biết được là thay hay là chưa thay nha. Quá là đẹp luôn. Bên em bán hàng thì có sao nói vậy, không có giấu giếm nha anh em. 7.900.000 cho phiên bản 128GB. iPhone XS Max 512GB màu đen, con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 97-98%. Nó sườn nó chấm nhâm li ti như thế này, không đáng kể lắm nha. Dung lượng pin khủng long 512GB nha anh em. Con này thì pin đã được thay new 100% rồi. Anh em về chỉ gắn SIM là xài thôi. 6.300.000 nha anh em. Giá 6.300.000. Đây. Con này thì pin đã thay new nhưng mà khách người ta không sạc ổ cáp cho nên không có phần dung lượng pin trong phần cài đặt bình thường nha. Anh em cắm MAU thì vẫn đủ 100% pin, sạc mới có mười mấy lần thôi anh em. Phiên bản này là phiên bản quốc tế Úc, một SIM vật lý và một eSIM nha. Cây này thì máy bên em bán ra, đó, bán cho khách xài mấy tháng trời rồi. Khách đi thay pin, rồi sau đó ghé em để đổi qua con dòng máy khác, đổi qua con Samsung nha anh em. Bữa đó đổi con Note 20 Ultra màn new. Rồi giá thành con này là 6.300.000 cho phiên bản 512GB nha anh em. iPhone 11 thường màu xanh mai, ngoại hình đẹp keng 99%. Đó, tình trạng là đã thay vỏ và thay pin nha anh em. Màn zin và men zin, ngoại hình thì quá đẹp luôn. Pin con này có phần trăm pin bình thường nha. 5.900.000, bộ nhớ 64GB, dùng được một vật lý và một eSIM. Khả năng dùng này thì pin rất là trâu bò luôn em. Dòng 11 thì rất là bền bỉ theo thời gian nha. Giá chỉ có 5.900.000 thôi. Tiếp theo em lên siêu phẩm iPhone 13 thường màu trắng, con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 97% thôi anh em. Nó sườn nó có phải phải nhẹ nhẹ theo thời gian. Nói chung cũng không đáng kể lắm. Nguyên zin 100% luôn nha. Kể cả pin, con này thì pin 87%. Mức giá em bán là 9.900.000, bộ nhớ 128 nha anh em, xài được 2 SIM luôn. Giá 9.900.000. Còn cây 12 Pro này thì em bán với giá là 8.800.000, ngoại hình thì tầm khoảng 98% thôi anh em. Đó, do là màu đen nó hơi bị nhâm nhâm nhẹ nhẹ thôi, cũng rất là đẹp nha anh em ơi. Nó đẹp 98%. Nó lưng nó hơi nhâm nhâm theo thời gian như thế này, không đáng kể lắm nha anh em. Pin thì đã được thay new 100%. Giá 8.800.000 nha. Đây là iPhone 12 thường, 12 Pro 3 camera nha anh em. Đó, giá 8.800.000. Rồi, clip thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip tại đây. Anh em xem chốt được con nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em, 0902 060 151. Em sẽ có một clip riêng biệt để gửi cho anh em kỹ hơn nữa trước khi anh em cọc tiền để ship tận nhà cho anh em, hoặc là anh em ghé em trực tiếp thì quá là dễ dàng rồi. Bên em có rất là nhiều mẫu máy để anh em chọn lựa, những con máy này là hàng có sẵn nha anh em. Rồi, lần nữa thì cảm ơn anh em đã xem clip của em nha. Anh em chốt thì có thể gọi hai số này 0818 60 60 60 và 0902 060 151. Chế độ bảo hành của bên em sẽ là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm, tặng sạc cáp cường lực. Nếu như dòng nào có ốp lưng thì em sẽ tặng cho anh em, còn những dòng nào em không có thì anh em cũng thông cảm để em sẽ không có tặng được nha. Rồi,
Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye!